mai xa. Đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tính chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao ánh sáng, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi, một hai ba vô hết ly. Yêu vàng ngựa ôm anh khóc đón em về Vinh rồi. Hoàng pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó, thì cứ để đó bên đàn đàn trai để anh đây tô má em thèm lấy mẫu đâu chứ, lấy mẫu bưng bưng quà cho ba. Yeah.
Còn đây là cái này là hai chiếc đồng hồ
lên đi, hai đứa con bước lên đi, tự xử với nhau. À, con đem bây giờ con đi đi chỉ mong rằng
Không, tôi mà nói thiệt không, tôi không uống, tôi không bao giờ tôi có hết đâu. Biết đâu không thấy mà, ta nói không uống là không thấy. Tôi bây giờ góp ly đầy uống gì đó, ly đầy ly nước không ai, nó chăm nước cho ông quay. Để nó hay là đỡ như có được rồi. Đỡ rồi là gục nữa. Tôi biết là ông uống với thằng tụi gái ông ba tội nghiệp đó mà. Trời, nãy uống nãy trong bàn tao. Rồi, thôi giờ làm đi, giờ không làm. Nãy uống một cả chai à. Uống được đi. Rồi, thôi giờ làm cái này nè, để tôi cầm ngoài mỗi tay, tôi nghiệp, tôi nghỉ mà. Uống gì à? Đi, đi. Tôi kêu anh đi bằng gì? Rồi, rồi, xong rồi. Không cái thủ tục của gia đình đã xong thì thôi giờ cũng mời đó là bên đó là tất cả hai họ đi ra dọn một buổi tiệc. Đây là coi vậy là cái xong dụng hình là của gia đình được rồi, ngon rồi. Tóm lại là đây là năm kia phải không? Còn nữa giờ xuống chưa qua chưa kịp buồn. Bao đau thương, nắm tay anh đi cùng anh.
Bây giờ tôi ra đây rồi, coi như là xong rồi, tôi trở lại cho anh. Coi như là xong nha. Thank you.